SC Heerenveen, câu lạc bộ mới của Văn Hậu hiện đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Hà Lan. Sau 5 trận, họ mới chỉ có được 6 điểm, trong đó có 1 trận thắng, 1 trận thua và 3 trận hòa. Xuyên suốt 5 trận đấu đầu tiên này, huấn luyện viên Johnny Jensen luôn trung thành với sơ đồ 4-2-1-3. Điểm đặc biệt ở sơ đồ này là khi hai tiền vệ trung tâm phải lùi sâu thì hai hậu vệ cánh sẽ phải lên tham gia tấn công. Vì lẽ đó mà Heerenveen thường có rất nhiều quả tạt và căng ngang trong trận, chủ yếu xuất phát từ các pha chồng biên của hai hậu vệ cánh. Lối chơi này hoàn toàn phù hợp với phong cách chơi của Văn Hậu, bản thân cầu thủ người Việt Nam cũng có khả năng tạt bóng khá tốt. Theo trang web dữ liệu bóng đá WhoScore.com, huấn luyện viên Jensen luôn khích lệ các cầu thủ thực hiện càng nhiều cú sút càng tốt. Đặc biệt là Heerenveen luôn dàn xếp kỹ lưỡng để có thể ăn bàn từ các tình huống cố định. Trong sơ đồ của huấn luyện viên Jensen, người cạnh tranh trực tiếp vị trí hậu vệ trái với Văn Hậu là Lucas Woudenberg. Trung bình mỗi trận, cầu thủ 25 tuổi này tung ra 39,2 đường truyền, trong đó có 2,4 đường truyền tạo ra cơ hội nguy hiểm và 1,2 quả căng ngang. Đáng chú ý hơn, số đường truyền nguy hiểm của Woudenberg ngang bằng với tiền vệ công Van Bergen và đứng đầu đội bóng. Woudenberg đá chính cả 5 trận đã qua của Heerenveen. Nhìn chung, lối chơi của Heerenveen không quá khó để Văn Hậu có thể thích nghi. Tuy nhiên, với một Woudenberg đang có phong độ khá tốt và đóng góp quan trọng vào việc triển khai lối chơi, Văn Hậu có lẽ sẽ phải kiên nhẫn để chờ đợi cơ hội thi đấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.